Ơ kìa, A Khắc Thiên Kiều. Anh chú sao? Tại sao hôm nay em buồn vậy? Ai, ai đã làm cho em khóc? Không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu rồi, nhưng mà người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Mới gặp lần đầu mà xa người ta em không sống nổi. Thôi hết rồi. Anh chú sáng, yêu nhau là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu. Những kỷ niệm trong đời mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tao dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì. Anh đã buồn đã khổ gì ơi, cha có bao lâu rồi, cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói với em một điều quan trọng, nhưng vẫn lặng cầm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với em một người nỗi đau sầu vì phải em, có phải em và người ấy đã thề non hẹn biển rồi không, phải không? Người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn gì đau gũi tất gan mà như dạng lý quan sang. Tình câm nín nên tình đành tuyệt vọng. Bóng mây hoàng hoài mãi trong gió lòng, như lòng của em đang bao đồng tới mời. Thiên Kiều ơi, sao bỗng nhiên chiều nay anh lo sợ như đánh mất một cái gì trường. Anh gục chết biết ai, biết ai là người xây nấm mi mộ cho anh. Hết hả? Hết thiệt rồi.